Úc xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã quay lại với kênh Úc Top 10 giờ cuộc sống online nha cả nhà. Cả nhà thấy Úc ngồi ở đây, cả nhà tưởng là Úc sẽ đang chuẩn bị ăn một món gì đó, nhưng mà không phải cả nhà ơi. Hôm nay Úc sẽ chia sẻ với cả nhà mình làm hai món gà bọc giấy bạc mình đem đi nướng nha cả nhà. Thì đây là các nguyên liệu mà Úc đã chuẩn bị đó cả nhà. Bây giờ Úc sẽ đem bao tay vào trước nha. Thì hôm nay Úc làm hai món gà, đùi gà nha cả nhà. Đây là phần táo đỏ, còn cái này là cái người ta gọi là cửa chia cả nhà. Còn cái đây là vị thuốc bắc nè. Úc sẽ đem đi bọc con gà lại, mình sẽ đem đi hấp nha. Còn cái đây là rượu mình dùng trong nấu ăn nha. Còn ở đây là chén muối ớt nha cả nhà. Ớt, phần ớt Úc đã xa cắt ra như thế này nè. Còn đây là phần muối, phần bột ngọt. Bây giờ Úc sẽ chuẩn bị đi, mình sẽ đi gói con gà lại luôn nha. Mình gói cái đùi gà mình đem đi hấp, đem đi nướng cả nhà. Cái này nhìn rõ hơn cả nhà. Úc sẽ làm phần phần gà hấp thuốc bắc, gà gà nướng thuốc bắc trước nha. Cả nhà nhìn đùi gà rất là ngon luôn rồi nha. Rồi mình sẽ cho phần thuốc bắc như vậy. Táo đỏ thì mình có thể sắp ra cũng được các cả nhà. Mình sẽ cho chút xíu rượu vào nha. Một chút xíu nước tương nha cả nhà. Như vậy mình phải gói lại nha. Hai đầu mình cũng quấn lại luôn nha cả nhà. Như vậy là xong rồi đó cả nhà, mình sẽ để vào trong cái lò nướng, mình sẽ nướng nướng khoảng 30 phút là được đó cả nhà. Bây giờ Úc sẽ làm thêm cái phần giấy bạc thì mình cắt cho nó hơi rộng rộng chút xíu cả nhà. Mình đừng có làm mà cắt quá nhỏ thì là cái phần cái đùi gà này mình bọc không hết đó cả nhà. Cả nhà nhìn đùi gà rất là tươi luôn nè. Bây giờ Út sẽ làm cái này, làm hết luôn cái phần thuốc bắc này luôn nha cả nhà. Cho một chút xíu rượu này vào nha.
Rượu này là người ta dùng trong nấu ăn ở cả nhà. Mình ướp đây một chút xíu rồi mình sẽ đem đi nướng nha cả nhà. Xong thêm một cái nữa cả nhà ơi. Thì hôm nay Út làm đơn giản gì đó cho cả gia đình ăn. Chứ không thật sự là không biết nấu gì luôn đó cả nhà. Rồi Út sẽ làm thêm một cái nữa nha. Cái này thì Út sẽ nướng muối ớt nha cả nhà. Gà, đùi gà nướng muối ớt nha. Mình sẽ bọc với bạc mình nướng. Mình nướng với bạc như vậy á, là phần thịt gà nó rất là ngọt nha cả nhà, nó không có bị mắc mùi vị gì hết, nó rất là ngọt luôn. Cả nhà nhìn đùi gà nè. Rồi cái phần chén muối ớt này Út sẽ trộn lên nha. Thịt cay thì ăn mới ngon thôi nha ơi. Rất là ngon luôn cả nhà ha. Út sẽ lọc cái bao tay này ra, bởi vì cái bao tay này nó dính ớt và nó cay rồi. Và như vậy là được đó cả nhà, mình không cần thêm gì hết trơn vào luôn. Nếu mình để nguyên chất gì đó cả nhà, một lát mình làm mình nướng phần gà nó sẽ còn ra nước nữa đó cả nhà. Thì như vậy là cũng rất là ngon rồi nè. Mình để bột nêm, mình để bột ngọt vào á cả nhà. Mình đem đi nướng với bạc. Nướng với bạc nó được nó bảo, nó không có làm mất cái mùi của con gà cả nhà, rất là ngọt thật. Rồi bây giờ Út chuẩn bị cũng đem đi nướng luôn nha, mình không cần ướp lâu. Bây giờ Út sẽ để vào nướng luôn nha cả nhà. Sẽ nướng 180 độ nha cả nhà. 180 độ nướng 3. Bây giờ cái phần gà cũng chín rồi đó cả nhà. Bây giờ sẽ lọc ra thử nha. Sủ rồi còn. Mình nướng khoảng 60 phút nó mới chín đó cả nhà. 30 phút rồi mình sẽ là thêm 30 phút nữa. Sạch cho hả? Khoảng 60 phút lận nha cả nhà ơi. Nhìn vậy thôi chứ cũng gần 60 phút thì phần gà nó mới chín được.
Video cũng xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà video lần sau nha. Nếu thích video nhớ bấm đăng ký, like, chia sẻ và ủng hộ kênh của Út nha cả nhà. Bye bye nha. Bye bye. Còn đây là đùi gà Út để Út nướng muối ớt đó cả nhà. Cả nhà nhìn rất là ngon luôn nha. Cái mùi ớt rất là cay, rất là nồng luôn cả nhà. Rất là thơm nữa.